Việt Long kính chào quý vị. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi trên màn ảnh truyền hình hôm nay là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, dạy môn chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason tại Virginia. Đầu tiên xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ sắp tới. Trước hết, giáo sư vui lòng cho biết trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ như ngày nay thì chuyến đi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa gì đặc biệt hơn so với những chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia khác sang Hoa Kỳ? Có hai cái loại khác biệt. Loại khác biệt ấy, thứ nhất là vấn đề thực chất và thứ hai là vấn đề hình thức thủ tục đó. Về thực chất ấy, thì các cái nguyên thủ khác ấy, họ sang, ông Trọng là cái người mà về phương chế viên lý thuyết ấy, thì ông là người lãnh đạo tối cao của nước Việt Nam. Thì nếu mà ông ấy đi thì ông có thể đưa ra những cái tín hiệu rất là quan trọng, đó, nhất về thực chất. Về vấn đề hình thức đó, tức là về protocol đó, thì nó có tạo ra khó khăn là bởi vì ông Trọng là không phải là lãnh đạo quốc gia mà ông là lãnh đạo một đảng thôi. Thì đối với những cái quốc gia mà gọi là dân chủ tự do Tây phương đó thì có vấn đề thủ tục, là bởi vì ông tổng thống Mỹ đó, thì ông lại không phải là ông ấy đại diện quốc gia chứ không phải đại diện đảng, thành nó gặp nhau nó hơi chéo. Nó chéo là bởi vì thế này, trong trường hợp như ở nước khác như ở Anh Lê chẳng hạn nhé, thế thì ông thủ tướng ông cũng lãnh đạo của đảng cầm quyền, đa số nó khác. Còn ông tổng thống Obama này chỉ là ứng cử viên đảng đưa ra thôi. Còn ông lãnh đạo thì ông Chairman of the Democratic National Committee, tức là Ủy ban Trung ương của Đảng Dân Chủ ấy, thì ông lại không có đăng ký. Đó. Thế thành ra cái hệ thống Việt Nam với Mỹ nó hơi đặc biệt với nhau. Thí dụ như các nước Cộng sản khác còn lại đó, thì ông Chủ tịch Đảng, lãnh đạo Đảng là lãnh đạo quốc gia luôn. Thành ra ông được tiếp đón như là ông quốc gia. Còn ông này thì lại không phải. Đó. Thế thành ra khó. Còn ngược lại bên ông Mỹ đó, thì như tôi nói đó, ông cũng chẳng phải là lãnh đạo đảng đa số trên nguyên tắc thực tiễn. Thế thành ra nó khác, thành ra nó kéo cả hai bên, nó chéo cả ngành, nó tạo ra thành ra cái việc mà đón tiếp ông như là một state visit, một cái visit nhà nước ấy, thì nó tương đối khó, mà phải visit gồm cả nhiều cái mức độ quan trọng lắm. Mà vì thế ông không được tất cả những mức độ quan trọng của một cái state visit. Vâng. Nếu như vậy thì liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đạt được những cái thỏa thuận hay là những cái điều gì khác hơn với trước trong chuyến đi này không ạ? Thực ra đó thì ông Tổng Bí thư Trọng đó, là ông trên nguyên tắc là ông là người quyền lực cao cấp nhất trong nước. Nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì nó không có cái gọi là check and balance, tức là kiểm soát hậu tương giữa các cơ quan với nhau. Nhưng mà trong cái kiểm soát hậu tương ấy, thì là kiểm soát hậu tương theo kiểu định chế, tức là mỗi định chế nó có quyền đặc biệt và nó có thể thi hành. Thí dụ ông Tổng thống Mỹ ông cứ gửi quân đi rồi quốc hội phản đối tính sau. Yeah. Trong trường hợp ở Việt Nam ấy, thì cái check and balance system đó là nó không phải check and balance giữa các institution, các định chế, mà check and balance giữa the personality, những cá nhân. Và mỗi cá nhân thì có cái thích riêng, chính sách riêng và có cái quyền lợi riêng mà nó lại tương đối với nhau, thành ra không có thể là một ông nào dám làm quyết định một mình cả. Thế thành ra cái việc mà ông có thể đưa ra những cái tín hiệu đặc biệt của riêng ông ấy thì tương đối khó, trừ khi là ở nhà các ông đã điều đình với nhau trước rồi đồng ý đưa ra một tín hiệu gì đặc biệt thì mới được. Thành ra nó tùy thuộc là cái tín hiệu ông đưa ra thì mình có thể xét là cái vấn đề đó nó quan trọng hay cái chuyến đi của ông ấy có quan trọng hay quan trọng, có thành công hay không thành công. Vâng. Vâng, thưa giáo sư, ở tại Việt Nam thì người ta được biết là bây giờ thì trên thực tế là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người nắm nhiều quyền hành thực tế nhất. Như vậy thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này đi sang Mỹ có cái mục đích gì đặc biệt không? Thực sự thì một phần nào đó thì cũng như chuyến thăm của ông Nghị lần trước đó, thì nhớ là ông Nghị là khi ông viếng thăm ấy, thì là ông Trọng cũng muốn groom ông ấy để trở thành cái ông Tổng Bí thư mới. Thì chúng ta thấy là vấn đề là cũng tăng cường chú thế cho ông Nghị. Thì trong trường hợp này thì nhất là trong cái việc gọi là balance power giữa những personality đó, thì các ông kia đã sang rồi thì ông Trọng ông cũng muốn sang để tăng uy tín của ông, thì đó là điều quan trọng, tăng uy tín của ông. Tiện đây thì
giáo sư có thể cho biết về cái mục đích của cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Công an Việt Nam, ông Trần Đại Quang sang đây, có nhắm vào những mục đích tương tự như vậy không? Tôi nghĩ là chuyến đi của ông Trần Đại Quang đó là chuyến đi quan trọng. Bởi vì ông Quang ấy, là ở bên Mỹ ấy, hiện nay với Việt Nam ấy, thì có hai ba vấn đề thôi, mà hai vấn đề quan trọng nhất, cái sự tiến triển nhiều nhất trong tương lai nếu có thể xảy ra là vấn đề quốc phòng. Thì cái đó lại dính vấn đề nhân quyền, quốc phòng bán vũ khí dính vấn đề nhân quyền. Thì ông Trần Đại Quang là cái người mà tôi nghĩ là nếu không người quan trọng nhất thì là người rất quan trọng trong cái vấn đề giải quyết vấn đề nhân quyền. Thì cái đó nó có thể đạt được cái, nó làm bớt cái rào cản để tăng cường quan hệ quốc phòng với ông Mỹ. Thế và nếu ông này đạt được những cái tiến bộ lớn á, thì nó cũng giúp cho cái chuyến đi của ông Trọng nó tốt hơn. Được rồi. Thế thì cuối cùng thì giáo sư có nghĩ rằng mối quan hệ Việt-Mỹ có thể được cải tiến mạnh hơn sau chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang? Tôi nghĩ là mối quan hệ Việt-Mỹ nó đương cải tiến và nó cứ sẽ tiếp tục cải tiến. Còn nếu mà mạnh và nó mạnh vì thế cho nên nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mạnh đến mức độ nào đó, có đến một cái breakthrough nào không, tức là một sự đột biến nào không đó, thì nó tùy thuộc rất nhiều cái chuyện mà ông Phỏng sang đây có cái message nói ra. Còn chuyện ông Quang thì sang đây thì tôi nghĩ là nếu mình nhìn quá khứ, nhìn cái chuẩn bị của ông ấy, thì mình nhìn thấy là có lẽ là cũng có kết quả. Vâng. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn của Việt Long với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư trường Đại học George Mason. Xin kính chào quý vị.